Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ngành công thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 7 với chủ đề Liên kết phát triển thương mại gắn với kết nối cung cầu giữa 5 thành phố và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự và phát biểu khai mạc. Hội nghị đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương. 6 tháng đầu năm nay, Hải Phòng có chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp cao nhất, tăng 15,24%. Kế đến là Cần Thơ có chỉ số IIP tăng 6,08%. Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cao nhất với 1.190.407 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của 5 thành phố chiếm tỷ trọng 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của các bộ ngành trung ương, trong đó có Bộ Công Thương và ngành công thương của các tỉnh thành trong cả nước. Rất mong trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ và sự đồng thuận cao của quý vị đại biểu và các đồng chí để thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Bộ Chính trị trao cho tại Nghị quyết 59. Các đơn vị tiến hành trao đổi kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề mới phát sinh từ nhu cầu của thực tiễn, đồng thời đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương để tháo gỡ khó khăn, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho các địa phương phát huy lợi thế. Điển hình như Hải Phòng có tham luận về liên kết cảng biển, logistics cho khu vực phía Bắc. Tiếp tục tăng cường các hoạt động kết nối hợp tác giữa 5 thành phố, đó là phối hợp chia sẻ thông tin, thúc đẩy kết nối phát triển lĩnh vực cảng biển, xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của các địa phương, phát huy vai trò cầu nối đẩy mạnh liên kết giữa các cảng biển, hiệp hội, doanh nghiệp, dịch vụ logistics các tỉnh, thành phố trên các tuyến hành lang kinh tế. Cái thứ nhất là để ổn định thị trường, mở ra cái thị trường mới, tiềm năng, thì là kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ cho thành phố cũng như đồng bằng sông Cửu Long tăng cường cái xúc tiến thương mại, tiếp thị các cái tham tán, các cái thị trường tiềm năng để mở rộng thị trường, ổn định xuất khẩu. Hội nghị còn được nghe các tham luận về thương mại điện tử, sản xuất, chế biến, xuất khẩu lúa gạo, thực hiện giải pháp phục hồi lại hệ thống chợ truyền thống trong xu thế thương mại điện tử, mua bán hàng online đang nở rộ và chiếm thị phần.